đó, đủ tiền mua hết rồi các bạn, năm mới thiếu các bạn ha. Rồi bây giờ mình làm nhiệm vụ các bạn nha, nhiệm vụ này nó bắt mình xài cái này các bạn ha, mình xài một cái nha. Rồi, tiếc lắm các bạn ơi, thực kệ nó đó, đó các bạn thấy không. Nó kêu dùng cái này để mà thu hoạch trái cây đó các bạn nè, thu hoạch trái cây. Dùng cái này thu hoạch. Mấy cái này vip lắm các bạn ơi. Mình cấp 200 mấy mà cũng ít có xài lắm. Giờ mình thu hoạch các bạn thấy không, nó chín hết trơn, chín cây chín trái chín gì hết trơn. Cái mình trồng trở lại các bạn. Nhưng mà cái kẹt là mình không có đủ tiền nữa, tại nó làm lẹ quá, mình đâu có đủ tiền mà trồng tiếp các bạn. Cứ từ từ, cứ từ từ, không gấp. Giờ cũng 1 giờ sáng rồi đó các bạn, quá xiên. Mình cũng để mình coi thử coi mình có con gà trong trong cái trong này không các bạn. Mình không có con gà thôi cũng được, thử xài cái này thử coi được không các bạn. Không được, không có chỗ để các bạn ơi, kệ nó cũng không cần thiết. Mình cũng ít có trồng cái lavender đó các bạn, cái clover đó là thiệt, kệ nó cũng không cần thiết đâu. Mình thu hoạch giờ bán đồ bước nhiêu hay nhiêu rồi trồng, cứ lại trồng trả bàn thấy không, trứng gà mà nó cứ lên vậy đó là sướng lắm rồi. Cứ thế mà làm để kiếm tiền các bạn ơi, ngon quá. Được nhiêu rồi, 5 ngàn 6 ngàn. À nó kêu làm gì nữa các bạn, có nó kêu gì. À, dùng ô tô, dùng dùng cái ô tô, nó bắt dùng ô tô hoài các bạn ơi. Bán này được. À, còn gì nữa đây, như này nè, mấy kia dùng ô tô cho cái này nữa, champagne nữa các bạn. Dùng ô tô cho champagne, champagne là bên này. Nó bắt dùng ô tô. Rồi bên này nó bắt mình dùng cái gì? Nhiệm vụ này là nó kêu mình bán 2 cái hũ này. Bán 2 hũ thôi các bạn, mình để dành các bạn ơi. Trời đất ơi, nó bắt mình bán hết. À mình hạ số xuống này các bạn, bán 2 hũ thôi, tại cái này có nhiệm vụ làm đó các bạn. Cây mà trái cây là không có bán nhiều đó, có nhiệm vụ mới các bạn thấy không. Đây trồng 12 cái lavender, trồng 12 cái. Chắc mình không thích tới nửa tiếng nữa đâu, mình phải ngủ sớm. À, trồng mấy đất đây. Ý, lên cấp 15 rồi các bạn. À, mình có được cây walnut nè. Mình vô mua cây walnut đi các bạn. Cần cần cái đó 3 cây. Chà không biết có chỗ mà bán bớt cái này nè các bạn. Đó, bán gì là mua được 3 cây đó các bạn. Không biết đủ tiền mua không đó bà Đạt. Ủa mình có maple tree chưa ta, trời đất ơi quá trời cây này các bạn ơi, tôi chết rồi. 1.800 thôi không đủ tiền luôn các bạn, khoan đã,
Bây giờ mình cần tiền trồng gà, trồng bắp các bạn thấy không? Trồng bắp mà bây giờ mình cần tiền để mua đất nữa, thành ra mình phải trồng bắp đó các bạn. Dồn hết tiền vô trồng bắp. À, cây cối thì khoan đi các bạn. Để sau vụ mua đất đi rồi mình tính tới cây cối nha các bạn nha. À, mình phải phân biệt cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn các bạn. Trong cuộc sống mình cũng vậy. Có việc á, mình cứ để lên bàn cân, mình cân mình biết cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn à. Cái nào nặng hơn mình làm các bạn ơi. Cái nào nhẹ hơn thì mình để sau. Hay là mình bỏ qua. Thật ra cái này nó cũng có nhiều bài học cho mình lắm các bạn. Nó giúp mình có suy nghĩ đó các bạn. Làm giống như là dạy cho mình cách buôn bán làm ăn vậy đó. Đỡ lắm các bạn ơi. Hướng dẫn mình cách làm ăn. Thay vì mình bỏ vốn thiệt ra, mình ra ngoài mình mạo hiểm, sợ thất bại. Trong khi đây mình thử nghiệm các bạn. À, có hư đi nữa thì nó cũng là trò chơi. Rồi cái mình lấy để mình xài trong thực tế của mình, cho cuộc sống của mình. Có nhiều cái nó giúp cho mình suy nghĩ hay lắm các bạn. Chết, 3 ngày chắc không đủ. Bán tiếp. Cứ đứng đây bán hoài. Đây, bán tiếp. Có gì ra mình cứ bán cái đó. Có gì ra bán cái đó. Hai ngàn mấy nữa. Chà. Không đủ tiền. Các bạn thấy không? Mua cây là chết rồi, mua cây là không đủ tiền xài rồi. Thành ra cây mình chờ chút các bạn. Chờ qua cái đợt 3 4 ngày này đi rồi mình mua cây. Chứ không cần gấp phải mua cây liền. Ôi giời 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 chết rồi. Rồi. Tiếp tục trở lại mình bấm cái này để hạ bớt xuống nữa các bạn, bấm cái lúc này hạ xuống các bạn thấy không, nhỏ lại một chút nữa nó dễ hơn đó. Mình hạ cây xuống nha các bạn, hạ cây xuống đây, hạ cây xuống rồi thu hoạch phô mai để mình coi coi có đủ đủ làm nhiệm vụ. Cái này thì mình chờ ngày mai. Cái này thì mình chờ 11 nè. Còn một cái nữa. Nhưng nó không đủ. À đủ đủ đủ. Hết hồn. Tưởng không đủ vui lắm các bạn ơi. Này cũng chắc đủ. 4 cái nữa. Nó chắc buộc phải đủ. Thì mình bán để mua đồ các bạn nha. Bán cái nhà xanh nè. Nhà xanh bán đồ. Bán đây cho nó nhanh các bạn. Rồi 2 ngàn mấy nữa, được 2 mấy cái bắp nữa chắc đủ rồi. Cái còn thuê 3 cái nữa là xong nhiệm vụ. Cái mà ô tô đó các bạn, mình hướng dẫn các bạn cái ô tô là vô cái free gift này nè, mình chỉ cho các bạn vô cái free gift. Khi các bạn hỏi đó, à, hỏi mua bất cứ đồ gì kể cả trứng nha, thì các bạn vô đây, các bạn bấm vô cái gift này, mình mở lớn ra các bạn bấm vô cái gift này. Đây, chỉ trade nè, bạn thấy OP không? 10 OP là cái
cái ô tô đó các bạn. Này, cái này 120 bán cái này đi. Cái đó để dành này. Trời đất ơi, bán chứ không phải use. Chết con rồi. Sale đây nè. Lộn nè. Rồi. Đó các bạn, chi trade này nè. Là đây cũng vậy, trade này nè. Được một cái, con này một một đơn vị là 10, thành ra được 60 luôn các bạn. Lợi lắm. Cái ô tô này mai mốt có nhiều lắm các bạn. Các bạn đừng có lo. Nhiều dữ lắm nhiều. Thành ra cái ô tô các bạn đừng có lo lắng. Nhưng mà mình xài chính đáng nha các bạn. Cái nào mình kiếm tiền mình hãy xài. Đấy các bạn nha. Chứ còn cái nào mà mình xài phí nó uổng lắm. Trong tương lai mình không có hiếm cái mất công. Đó, bây giờ mình cần tiền thì mình cho nó xài, cho nó chạy. Rồi, để coi nhiệm vụ này xong thì mình làm luôn các bạn. Không, không phải. Điều bên này nè các bạn. Đây, còn một cái nữa xong luôn. Để mình tắt cái ô tô của cái cà rốt này cho bạn xong rồi. Ô tô cà rốt xong rồi. Tắt ô tô cà rốt. Trời ơi trời, nó bắt trồng lửa. Sao khổ thế này. Nó bắt mình xài cái này các bạn 50%. Mình tưới xuống là mình bớt đi 50% thời gian trồng. Mà uổng lắm các bạn, để ngày mai đi. Chứ giờ mình trồng, giờ mình tưới rồi cái đi ngủ như không các bạn thấy không? Thành ra bây giờ là cái giờ mình đi ngủ. Mình không có đụng gì nữa hết. Cây để coi mình bán được nhiêu bạn, bán được nhiêu, mua một hai cây gì đó. Cây cho nó ngày mai. Ủa, không được, để dành ngày mai mua đất các bạn ha, mình quên nha, nguyện với lòng là mình phải nhớ là để mua đất nha các bạn. Cây tính sao. Rồi, phải tạm dừng nơi đây nha các bạn, cảm ơn các bạn nhiều, hẹn các bạn gần ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon nha, xin chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mình tranh thủ mình chơi buổi sáng trước cái giờ mà nó có quà là trước cái giờ mà nó cho mình phần thưởng các bạn trước nha. Để hướng dẫn các bạn lỡ mà các bạn chơi trong cái giờ đó thì mình có thể làm cái gì được. Hạ cây xuống bạn, hạ cây xuống ở đây. Thì bây giờ là tại vì bây giờ đang là daylight saving của nó đó các bạn, thành ra ủa mất rồi, mất cái daylight saving, cho nên 11 giờ trưa là 12 giờ đêm bển, còn tới ủa bây giờ là mùa daylight saving rồi phải không ta? À chưa, chưa tới daylight saving các bạn, nghĩa là hay mùa đông á thì là 12 giờ trưa mình là 11 giờ 11 giờ trưa mình là 12 giờ đêm bển. Thì sắp tới nè, còn chừng tháng tháng ngoài nữa. Tại vì sao phục sinh rồi là nó sẽ dần đổi. Tháng tháng ngoài nữa là nó sẽ đổi ra là 12 giờ trưa của mình là 12 giờ đêm mới bển nha các bạn. Các bạn nhớ gì đó thì mình biết. Nó kêu mình làm 12 bó bông. Mình cũng đang làm. Mình cũng đang làm 12 bó bông. Bây giờ mình làm nhiệm vụ này. Đây là 12, trồng 12 cái dưa leo và 12 cái 12 cái nho. 12 dưa leo và 12 cái nho rồi dùng cái mưa đó các bạn. Mưa đó. Bắt dùng hoài. Cái đó tốt ghê đó. Nó phân nửa cái nọ thôi nhưng mà cũng tốt rồi các bạn. Để nó dùng thì mình lại chơi cái trò trồng bắp nữa các bạn. Bắp kiếm tiền nha các bạn, mình đang thời gian tranh thủ kiếm tiền. Để mình bấm vô cái discount down nè các bạn.